Và bây giờ thì bắt đầu em đã ra tới rễ nhá. Chỗ này, khu vực này thì nó không sâu mấy. Đấy, và em Hương thì đã chuẩn bị giỏ. Và đây là một chiếc lồng lò xo to. Cái này là sẽ đánh cá to đấy. Cái này đánh cá to, khá là ok luôn đấy. Và bây giờ thì mồi em chuẩn bị thì sẽ là một ít cơm nguội thôi, hoặc là mấy cái viên mồi khô thôi. Đấy, giỏ đựng cá. Em bắt đầu đi đặt nhá. Mình đặt luôn ở cái rễ đi. Đấy, đây cái này thì mình sẽ càng ở rễ thì ví dụ như cá ao ấy, thì nó sẽ vào rất là tốt. Chỗ này là hơi lông rồi, mình phải đặt xa ra một tí nữa cho. Đấy, đúng không? Ok, đặt luôn cái vị trí này là ok đấy. Đấy, và em sẽ đặt cả cái nhỏ đấy nhá. Nếu mà ở ao nhà thì mình cũng không cần phải ngụy trang. Còn nếu như mà mình đi đánh ở đồng ấy, thì mình sẽ ngụy trang. Còn đây là cái lò xo nhỏ này. Lò xo nhỏ đấy. Riêng lò xo nhỏ này thì mình sẽ đặt ở cái vùng lông hơn. Nhưng nó ngập quá thì nó chết mất cá. Muốn nào để cho nó hở một chút xíu ra đấy. Rồi ok đấy. Và cái này là cái nhỡ này. Cái nhỡ thì mình sẽ dịch sang phía bên, dịch sang phía bên kia à. Trời mưa phải đi kiếm cá thôi. Đấy, chỗ đây là quá ok đẹp rồi đấy. Đấy, và bây giờ thì em sẽ đặt lồng và kết quả thì em sẽ đợi đến ngày mai luôn nhá. Hương chào các bác đi, để về mai đi giữa lồng nhá. Bác xem Hương bắt cá, bắt được cá không nha các bác nhá. Nào, ok. Các bác ơi, hôm nay chị em nhà em sẽ đi thu hoạch cá nha các bác nhá. Đi nhấc lồng các bác ạ. Và lồng lò xo như các bác xem là hôm qua, chiều hôm qua chị em nhà em đặt. Hôm nay thì em sẽ nhấc lồng, mình lần cái lớp cái xa kia trước đi. Mình thử nhấc cái xa nhất trước đi. Đấy. Đây, cái này là to nhất đây các bác ạ. À, nhấc cái to nhất à? Cái này to nhất đây, xem có được con cá nào không các bác ơi. Wow. Cá to rồi luôn rồi các bác ơi. Đây là một con cá rô phi đúng không? Đấy, đây là một con cá rô phi các bác ạ. Đấy. Và với em Hương thì cái này thì quá là dễ rồi, bởi vì ngày nào em cũng đi em đặt. Và hôm nay là một buổi là quay trực tiếp cho các bác xem. Đây là cái lồng 55, lồng 50-90 đấy. Cái lồng lò xo, mình sẽ lấy cái bé đi. Mình sẽ lấy, bắt đặt đưa đây. Đặt đây, nó chạy mất. Đấy, đặt đặt luôn đấy. Đấy, đặt đấy nhá. Đi lấy cái nhỏ đi. Lạnh quá là cá luôn. Hôm nay trời mưa luôn, nước là khá lạnh nữa. Mà em đặt từ hôm qua. Cái này em sẽ đánh dấu nhé. Cái này em sẽ đánh dấu những chiếc lá này. Ví dụ như ở ao nhà thì mình cũng không cần phải ngụy trang. Ôi kỹ ơi. Được con gì đấy em ơi? Chết, được con dơ chị ạ. Có cả dơ đồng này chị này. Ôi rồi, cái này được nhiều thế. Cái này được ba con luôn này. Đây, các bác này con. Ba con luôn này. Đấy, còn một cái nữa phải không? Ba, để em đi xem nốt cái lồng bên này. Ui, ba con. Quá đã luôn các bác ạ. Đấy, trong mùa mưa bão này bác nào anh nào. Ô, chị nhìn thấy luôn cá rồi em ơi. Rồi cái này em để từ đêm hôm qua, chắc cái này nó ngập là cá nó hơi yếu rồi. Cái lồng này nếu như các bác anh nhà mình mà để hở lên một chút ấy thì nó có oxy thì con cá nó sẽ khỏe hơn. Ôi giời ơi, cá to luôn, cá to luôn. Cá chép luôn này các bác này, đây là cái lồng 30 60. Cái lồng này thì hiện tại các bác ở trong miền Nam ấy sử dụng đánh cá lóc ấy, các bác đánh nhiều lắm các bác anh ạ, đánh cá lóc. Đấy, và các bác ở miền Bắc thì sử dụng đánh rô đồng, rô phi, và như em thì hôm nay là đánh được cá chép luôn nhá các bác anh nhá. Chiếc lồng này đấy, và với những chiếc lồng này cái độ hiệu quả của nó cực kỳ là cao. Thì cũng lưu ý nhất các bác, đi trời mưa nhớ mặc chiếc quần ủng ép nhiệt chống ướt chống nước tuyệt đối này vào nhá. Đấy, và các bác anh nhà mình mà có muốn mua chiếc quần ủng này ấy, thì em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Số điện thoại ghim ngay trên góc màn hình ấy, lồng lò xo và các loại lồng cũng có hết nhá. Đấy, cảm ơn các bác các anh đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh này của em Hương để theo em Hương đi đánh cá vào mỗi buổi chiều nhá.